với tư cách là một nghệ sĩ, một diễn viên trẻ của Nhà hát kịch Hà Nội, lần này Công Lý quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ và biểu diễn cho khán giả của thành phố với vở diễn Điện thoại di động của tác giả Nguyễn Quang Lập và đạo diễn là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Dũng. Thì tất nhiên là mỗi một lần đi lưu diễn vào trong thành phố thì Công Lý cũng có những cái kỷ niệm và có những cái cảm xúc khác nhau, nhưng lần này Công Lý có một cái cảm xúc rất là đặc biệt và rất khác so với những lần trước. Bởi thứ nhất là đây là một cái vai diễn của nói riêng của Công Lý cũng là một vai diễn rất là tương đối là thú vị, và hơn nữa là cái điều mà nó đặc biệt nhất là cái tình cảm của khán giả thành phố Hồ Chí Minh dành cho Công Lý nói riêng và dành cho Nhà hát kịch Hà Nội nói chung là đặc biệt là yêu thích. Và với những đêm diễn mà ở tại Nhà hát thành phố đông chật khán giả đã tạo cho Công Lý một cái động lực và một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Vở diễn này có thể nói là một vở diễn tương đối là thành công của nhà hát. Thì ngoài những cái sự cố gắng của bản thân của các anh em trong nhà hát, từ đạo diễn, tác giả, ngoài cái việc đó ra thì một cái nhân tố rất là quan trọng và nó đã quyết định rất nhiều cho sự thành công của đêm diễn, đó chính là cái tình cảm và sự đón nhận của khán giả thành phố Hồ Chí Minh trong lần này. Không biết nói gì hơn, chỉ biết là với tư cách là một nghệ sĩ, Công Lý xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà khán giả của thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Nhà hát kịch Hà Nội. Kính thưa quý vị khán giả thành phố Hồ Chí Minh, đối với riêng cá nhân Minh Hòa, có lẽ chuyến lưu diễn lần này Minh Hòa có một kỷ niệm thật là đặc biệt, vì đó là Sài Gòn đang mùa mưa, thời tiết mát như mùa thu Hà Nội vậy. Chính vì vậy mà giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, Minh Hòa thấy như mình vẫn đang ở Hà Nội và được đùm bọc trong sự yêu quý, trong tình cảm thân thương của khán giả thành phố. Vì vậy, với tấm lòng biết ơn của mình cũng như của nhà hát, Minh Hòa xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn tất cả các cơ quan, đoàn thể, những cán bộ, công nhân viên trong thời gian gần đây cũng như trong thời gian trước kia vẫn luôn luôn yêu quý và ủng hộ Nhà hát kịch Hà Nội. Minh Hòa mong rằng trong những thời gian sắp tới đây nữa, nhà hát sẽ có nhiều vở diễn thật hay để đáp ứng được lòng yêu quý cũng như sự mong đợi ở khán giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khán giả thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình, trước hết cho phép tôi được thay mặt toàn thể các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Hà Nội xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khán giả, những người đã ủng hộ cho Nhà hát kịch Hà Nội trong suốt mấy chục năm qua. Kính thưa quý vị, có thể nói là những cái đợt lưu diễn của thành phố và thành phố Hồ Chí Minh của Nhà hát kịch Hà Nội thì nó luôn gắn liền với những kỷ niệm rất là đáng nhớ của Nhà hát kịch. Những đợt biểu diễn tại thành phố lần nào mà được khán giả nồng nhiệt ủng hộ thì cũng là những lần mà chúng tôi giành được những giải thưởng rất cao trong các kỳ hội diễn trên sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Cách đây 2 năm, năm 2004, Nhà hát kịch Hà Nội đã có một chuyến lưu diễn rất thành công tại thành phố với vở diễn Cát Bụi, và cũng vở diễn đó chúng tôi đã giành được một cái giải thưởng rất cao trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Và lần này, sau 2 năm, chúng tôi trở lại thành phố với vở kịch mới nhất của mình. Có thể nói là từ đêm diễn đầu tiên, mùng 1 tháng 8, cho đến cái đêm diễn cuối cùng là 18 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu tại sân khấu nhà hát lớn thành phố, thì đêm nào trong khán phòng cũng chật cứng khán giả. Cái sự cổ vũ của khán giả, đó là một cái niềm động viên an ủi chúng tôi rất lớn để chúng tôi vững tin hơn trên bước đường hoạt động nghệ thuật của mình.
Lần này xuất hiện trước ống kính của đài truyền hình thành phố, tôi xuất hiện lần đầu tiên với cái tư cách là một đạo diễn. Và vở kịch chúng tôi mang vào thành phố đó là vở kịch Điện thoại di động. Alo. Alo. Không, của em chứ. Đưa đây. Không được. Đưa đây cho tao. Không được. Đưa đây cho tao nhanh lên. Đưa đây cho tao để tao mua cho cái khác. Mày trẻ con dùng gì điện thoại di động? Đưa đây. Của người ta nhặt được cứ đòi vô duyên. Ôn này. Alo. Alo. Ngu. Nó nhắn tin chứ nó gọi điện đâu mà alo. Nó bảo không biết dùng rồi lại còn. Cho em xem với. Ôi Hạnh ơi, máy này chắc chắn là của thằng cha nào đấy. Bồ nó nhắn đây này. Mai Thị Lệ Huyền. Khiếp, tên xến chảy nước rồi. Em nhắn cho anh cả chục tin sao không trả lời. À anh ơi, nhắn lại trêu đi. Nhắn thế nào? Nhắn thế nào mà để cho bà này tức chết luôn ấy. Anh ghét em rồi, hãy quên anh đi được không? Đồ trẻ con, nhắn thế đời nào nó tức. Để tao nhắn cho. Nhắn thế nào? Cô cút đi cho tôi nhờ. Trời ơi, nhắn ác thế. Tao nói thế thôi chứ còn cái loại bồ bịch văn phòng này á, phải cho chúng nó chết luôn đi. Trả lời rồi. Anh ghét em đến thế kia à? Được rồi. Bây giờ ta sẽ nhắn một cái tin này, đảm bảo con mụ này đọc xong phải cắn lưỡi tự tử chết luôn. Ôi, cho em xem. Cho em xem với. Biến khỏi cuộc đời tao, con đĩ. Ôi dồi ôi. Anh nhắn linh tinh cái gì thế?
Nhắn thế người ta buồn quá, người ta tự tử người ta chết thì sao? Vớ vẩn, không có nhắn nữa. Rồi, ơi, này, cái loại đỉa này mà nó đã bám ấy, còn lâu nó mới chịu nhả ra nhá. Thằng này nó để chuông nghe buồn cười nhở. À tôi chết rồi, chắc là tức quá gọi điện lại để chửi đấy. Không nghe, đưa lại cho tao. Không nghe. Đây không phải, con mụ này là con mụ Vân. Ôi sao thằng này nó lắm bồ thế nhỉ? Anh này thì ai cũng bồ bịch, đàn ông hay bồ bịch lắm mà. Ừ. Thì bồ bịch là nghĩa vụ và trách nhiệm của đàn ông mà lị. Mẹ về. Hát đi. Con chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Mẹ vừa nghe tiếng mèo kêu. Dạ. Mèo ở đâu thế con? Đâu làm gì có ạ? Mẹ thấy tiếng mèo mà. Đâu ạ? À, không, đấy là ở trên tivi con vừa tắt đi rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, chẳng hiểu sao dạo này trên tivi chẳng thấy người đâu. Ừ. Toàn thấy chó với mèo thôi mẹ ạ. Nói năng vớ vẩn và quen. Sao? Hôm nay chơi game online chán rồi à? Mà về sớm thế? Đâu, con vừa đi học về, mẹ hỏi con Hạnh mà xem. Học về? Lúc nào hỏi tới, mày chả bảo đi học mới về. Học chăm thế, sao đúp lên đúp xuống. Ôi, thế gian chả ai 4 năm lớp 10 như mày. Mẹ đã nói xong đâu? Ui giời, thì con biết là mẹ sẽ lại định nói cái gì rồi mà. Nói gì? Thì chắc lại vẫn cái bài ca muôn thuở là ấy thời ngày xưa bố mẹ học hành vất vả lắm, ấy thế mà năm nào cũng được học sinh giỏi, bây giờ phải cố gắng học hành đi các con ạ, không có thì chẳng làm được cái gì đâu, đúng không ạ? Thế mẹ nói như vậy không đúng à? Thôi con đi ngủ đây, con mệt lắm rồi. Hoa, ở lại mẹ bảo đã. Hoa. Alo. Em vừa mới về. Anh có về nhà ăn cơm không? Lại họp. Họp vừa thôi. Họp nhiều quá nát hết dạ dày anh ạ. Hạnh, mèo kêu đấy con. Dạ, đâu ạ? Dạ, mèo. Không biết ở đâu ra anh ạ. Thỉnh thoảng cứ kêu ầm lên. Con nó tìm rồi, nhưng mà không thấy. Mà này, sao hôm nay quan tâm đến mèo ghê thế hả? Mèo chó thì liên quan gì đến họp? Thôi nhá. Anh này, con tìm bằng được con mèo cho mẹ nhá. Vâng ạ. Chị Duyên. Chị Duyên ơi. Dạ. Không biết mèo ở đâu vào nhà, chị tìm bằng được nó, tống cổ ra khỏi nhà cho tôi nhá. Ai ghét tôi thế nào, tôi ghét mèo thế đấy. Vâng ạ. Alo. Alo. Ai gọi thế? Dạ, không thấy ai trả lời à. Bác ơi, bác cầm lấy, giấu đi, giấu đi cho em nhé. Chị cầm cái gì thế? Chị cho tôi xem nào. Alo. Dạ. Cháu là Hạnh ạ. Cháu là con của bố Quang ạ. Thưa cô nhắn gì không ạ? Để cháu thưa lại với cả bố cháu. Dạ thưa cô, cô tên là gì ạ? Dạ vâng ạ. Điện thoại của bố à? Lúc nãy mày nhặt được ở ngoài ngõ đúng không? Vâng. Thế thì chả của bố thì còn của thằng nào? Không, nhưng mà cái của bố màu đen cơ. Mày dốt lắm. Bố là VIP, phải dùng 3-4 cái. Một cái xuể làm sao được. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ để con ném cho. Con khỏe, con ném xa hơn mẹ ạ.
Tiên sư mày. Đưa đây. Đưa đây. Mẹ ơi, đây là cái phương tiện liên lạc bẩn thỉu, mẹ lấy làm gì? Vậy mà mẹ không nghĩ ra. Mẹ ngu quá. Mẹ ngu quá. Mẹ ơi. Ôi, con tôi. Mẹ ơi. Con ơi. Mẹ ơi. Con. Nhưng mà mẹ sợ. Mẹ sợ mẹ không làm nổi. Làm như vậy có ác quá không hả con? Có ác quá không hả con ơi? Bác Duyên ơi, bác làm sao thế ạ? À, bác không sao, chưa đi ngủ à con? Cháu chưa buồn ngủ à? Ôi, ảnh của ai thế hả bác? Con gái bác đấy. Xinh thế. À bác ơi, sao chẳng bao giờ thấy em đến đây chơi nhờ bác nhở? Bác ơi, đưa em đến nhà cháu ở đi. Nhà cháu còn rộng lắm, còn những hai phòng cơ bác ạ. Thật đấy. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Ôi, làm sao thế hả bác? Em bị ốm à? Không, từ nhỏ đến lớn tôi chưa mất một viên thuốc nào cho nó cả. Thế thì em bị tai nạn à? Ô tô cán chết nó. Ô tô cán chết thì là tai nạn giao thông rồi. Không phải tai nạn giao thông mà là ô tô cán chết nó. Bác ơi, như thế là như thế nào cháu không hiểu ạ. Hạnh ơi, con càng lớn bác càng thấy nhớ nó. Nhớ đến quay quắt. Nhiều lúc bác chỉ muốn nhảy xuống sông để đi theo nó thôi. Kìa bác ơi, bác đừng nghĩ quẩn như thế, cháu xin bác ạ. Thôi, để cháu đưa bác vào đi nghỉ nhá. Không, bác chỉ muốn đi theo nó thôi. Bác chỉ muốn đi theo nó thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mẹ ơi. Con, mẹ nghe thấy con rồi. Chờ mẹ, chờ mẹ mới. Alo, tôi qua nghe đây. Trời ơi, điên à? Sao lại gọi về máy nhà hả? Anh đã có số mobile dành riêng cho em rồi cơ mà. Hả? Không không, anh có nhận được tin nhắn nào của em đâu. Thế hả? Cầm máy, chờ một lát để anh kiểm tra lại nhé. Em chưa đi nghỉ à?
Alo, thôi thế này nhá. Bây giờ khuya rồi, có việc gì sáng mai đến cơ quan ta trao đổi tiếp, thế nhá. Em đi nghỉ đi, chờ anh làm gì? Thằng Hòa giờ này vẫn chưa về. Ôi trời, con đi cái. Thế nó dạo này thế nào? Vẫn đi học hay là bỏ rồi? Anh hỏi dạo này là thời gian gần đây hay 3 năm trở lại đây? Ý em là sao? Anh không hiểu. Lâu lắm rồi em mới nghe anh hỏi câu này. Nào, em có ý trách móc gì anh thì nói nốt đi nào. Khuya rồi, anh còn bận bao nhiêu là việc. Alo, tôi đã nói rồi, tất cả mọi việc để đến ngày mai giải quyết cơ mà. Gấp gì thì gấp, đồng chí không thể chờ đến ngày mai được à? Chị cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi nữa chứ. Đồng chí xem lại đồng hồ đi, hơn 1 giờ sáng rồi. Mà tôi đã nói với các đồng chí không biết bao nhiêu lần rồi, không bao giờ tôi giải quyết việc cơ quan tài tư gia cả. Thôi nhá. Thông cảm. Em đi nghỉ đi. Thằng Hòa về anh chị nó cho. Anh Quang, máy này của anh có phải không? Đúng rồi. Ở đâu ra thế này? Cô kiểm tra máy của tôi đấy hả? Em không đến nỗi bần hàn như vậy đâu. Anh đánh rơi ở ngoài ngõ, con nó nhặt được đấy. Mà anh cũng nên cất máy cẩn thận, kẻo thằng Hòa nó giả giọng giống hệt giọng anh, không khéo mắc lỡm nó có ngày. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cẩn thận làm sao được. Chịu. Anh nói vậy là ý gì? À, em giả giọng con Hạnh giống đến mức anh còn lầm nữa là. Nhưng em không bao giờ tọc mạch vào chuyện của người khác. Tốt, vậy ta ký lại thỏa thuận nhé. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cả hai bên cùng có lợi, hả? Không, chả ký nữa. Đêm nào cũng ký mãi rồi, mệt lắm. Thôi, đi ngủ. Nào, đồng lòng nhất trí tiến lên phòng ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc đồng sàng dị mộng, hả? Khoan đã, anh phải trả lời cho em biết, giờ này ai còn gọi điện cho anh? Gọi điện thoại giờ này thì sao? Chỉ có tình nhân mới gọi vào giờ này. Em lại nghe mồm cái thằng Hòa rồi. Em thừa biết ngoại tình bây giờ hoàn toàn xa lạ đối với anh. Mà em thấy đấy, đã hơn 1 năm nay anh có vực nổi tình dậy đâu mà nội với chàng ngoại. Biết đâu đấy, ối kẻ chán cơm nhà và cơm hàng xóm. Tóm lại thì em muốn biết điều gì nào? Em muốn biết người đàn bà vừa gọi tranh là ai. Là ai thì em không cần biết, nhưng mà cô ta không phải là tình nhân của anh. Thôi nào, đi ngủ, lên giường ta họp tiếp nhé. Không, anh chưa nói, chúng ta chẳng họp hành gì hết. Khổ lắm, tôi đã nói rồi, cô ta không phải là tình nhân của tôi. Không phải tình nhân thì không ai điên lại điện thoại tranh vào giờ này cả. Đây mới chính xác là một thằng điên này. Điện thoại của em đấy, nghe đi, trả lời người ta đi. Trả lời người ta đi, không người ta đánh ô tô đến tận nhà bây giờ đây. Anh Quang, anh đưa điện thoại đây. Anh alo đây. Rất tiếc vợ tôi đi ngủ rồi, để lần khác anh nhá. Alo, tôi Hiên nghe đây.
Điện thoại của anh đấy. Alo. Sao? Cô định khủng bố gia đình tôi bằng điện thoại đấy à? Hả? Mà tại sao lại gọi vào máy của vợ tôi? Vợ tôi hoàn toàn không liên quan gì đến việc này cả. Tôi đã nói với cô không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài để giải quyết mọi vấn đề cơ mà. Tại sao lại cứ nhè vào đêm hôm khuya khoắt thế này mà gọi? Hả? Gọi nhá! Cô Vân về lâu chưa? Mới. Sao anh bảo cô ta chết rồi? Sao anh bảo cô ta chết rồi? Hả? Lại ui dồi ôi. Ơ bố. Bố ơi, sao giờ này mà bố vẫn còn thức hả bố? Ui chết thật thôi, 2 giờ sáng mà vẫn còn thức làm việc thế này thì sức khỏe đâu ra nữa hả bố? Bố ơi, con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, bố phải nhớ, bây giờ bố không còn là thanh niên nữa. Nói dại mồm, nhớ bố có làm sao, cả nhà này chỉ có nước bắc vác bị đi ăn mày thôi bố ạ. Bố là cái kho bạc di động ở của cả cái nhà này, bố phải biết là như thế chứ. Phải ý thức được mình chứ bố, không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, con không cho bố làm việc nữa đâu. Hòa, đừng có giở cái trò mèo ấy ra với bố. Con quan tâm đến bố thế, bố lại bảo là trò mèo. Thế theo bố thì trò nào là trò có giáo dục ạ? Bố nói đi, con sẵn sàng con làm ngay. À, hay là bố nhảy lên đây, con cõng bố chạy một vòng quanh bờ hồ, trò này có vẻ có giáo dục phết đấy. Câm mồm! Tao đùa với mày đấy à? Hả? Mày đi đâu giờ này mới về? Hồi bằng tuổi con khi bố về muộn, ông nội có hỏi bố thế không ạ? Ông mày lo cho tao đến khi tao biết làm bố đấy. Thảo nào, ông chết sớm thế là phải. Thằng buôn con, tao còn dạy được mày nữa không? Hả? Bố bỏ ra. Con vẫn đang ngồi nghe bố nói lên gì. Thôi được rồi, từ giờ trở đi mày đi đâu mày làm gì tao không quan tâm nhé. Tao chỉ cần biết khi nào thì mày học xong lớp 10, khi nào mày học xong lớp 11, xong lớp 12, và khi nào thì mày thi đỗ vào đại học. Được chưa? Hả? Ôi, mấy cái việc cái quan trọng đến thế cơ à? Quan trọng lắm con trai ạ. Bởi vì nếu không có nó, mày sẽ không có cái gì hết nhé. Tương lai zero, sự nghiệp zero đấy con trai ạ. Bố ạ, nếu mà thế thì phải đến quá nửa các ông nọ bà kia cũng đều zero tất ạ. Ôn con, đừng có chọc quấy vào thế hệ của bố nhé. Cả một cuộc chiến tranh kéo dài nó hút hết tinh lực rồi, việc học hành đương nhiên là phải gác sang một bên thôi. Con hiểu rồi. À, không học được không phải vì ta không được học. Bom giật, bom rung Mỹ phá mất rồi.
ung dung ghế lớn ông ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn quần chúng phải không bố? Tao rất tiếc là tao đã đẻ ra mày đấy. Bố, còn con ấy, thì con lại quá tự hào vì con là con của bố mẹ, được sống trong ngôi nhà này. Đây bố thấy không? Tiền bạc tiêu không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Nhưng cái điều quan trọng nhất ấy, là con học được bao nhiêu điều hay ý đẹp của cả từ bố lẫn mẹ. Bố biết không? Bọn bạn con ấy, chúng nó nói xấu bố mẹ chúng nó không ra một cái gì cả. Có đứa còn chửi bố mẹ như hát hay ấy. Nhưng con thì không ạ. Tuyệt nhiên không. Con tôn thờ bố. Bố là thần tượng của con. Phải công nhận là nhờ có bố con mới được như ngày hôm nay đấy ạ. Ý mày muốn nói là nhờ có tao, mày mới trở thành một thằng lang thang, một thằng lêu lổng. Nhờ có tao mày mới trở thành một thằng 4 năm lớp 10 có đúng không? Hả? Vâng ạ. Alo. Hoa. Tôi qua nghe đây. Hoa. Ờ. Tôi đang ở nhà. Tôi đang dạy con tôi. Thằng kia. Ờ. Mày làm thằng cái con gì? Tôi nó mất dạy lắm. Ờ. Hoa. Ờ không. Làm sao mà tôi giỏi bằng nó được. Tôi phải gọi nó bằng bố mới đúng. Thôi nhá. Có gì mai gặp lại. Thôi mất dạy. Mày có biết mày vừa dở cái trò gì không? Hả? Nhưng bố phải bình tĩnh thì con mới nói. Mày nói đi. Con vừa diễn lại vở tuồng cách đây 10 năm. Hòng giữ lại chút thể diện cho bố đấy. Giữ lại chút thể diện. Một cái thằng mất dạy như mày thích nói giọng của người tử tế à? Thì con là con của bố mà. Mày nói cái gì? Thôi bố ơi, bố không cần phải mất công dạy dỗ con làm gì nữa đâu. Bố trả lời điện thoại người ta đi. Tính mạng của bố đang nằm trong tay người ta đấy. Mời cô, chị để đấy cho tôi. Đêm qua mẹ không ngủ được phải không ạ? Đâu có, mẹ vừa mới dậy xong. Thôi, đi học đi, muộn rồi. Mẹ đừng giấu con mà. Này, con cầm thêm tiền mà ăn sáng. Sáng nào cũng ăn nghìn xôi, chịu sao được. Mẹ ơi, con vẫn còn tiền ạ. Con cứ cầm thêm, biết đâu có việc cần tiêu thì sao. Mẹ ơi, mẹ lo lắm phải không ạ? Con nói cái gì, mẹ chả hiểu gì cả. Người ta quan hệ với bố, chẳng qua cũng muốn bòn tiền của bố thôi mẹ. Mẹ cứ coi như nhà mình mất hết tiền, nhà mình đâu có thiếu tiền hả mẹ? Con nói linh tinh cái gì thế? Thôi đi học đi, muộn rồi. Đêm qua con cũng không ngủ được mẹ ạ. Tại sao con không ngủ được? Mẹ thức trắng cả đêm như vậy thì làm sao mà con ngủ được? Mẹ ơi, nhà mình đang có chuyện gì phải không mẹ? Không có chuyện gì đâu. Cái con bé này. Thôi, đi học đi. Muộn rồi con. Mẹ ơi, mẹ tin con đi. Con lớn rồi mà. Con có sức để chịu đựng được tất cả mọi chuyện. Mẹ nói cho con biết đi, mẹ nhớ. Thì mẹ tin con chứ. Nhưng đây chỉ là chuyện vặt, bố mẹ có thể tự giải quyết được mà. Con không cần phải lo. Mẹ ơi, người ta bỏ nhà đi ta hương cả chục năm trời, nay quay lại đòi nợ nhà mình, như thế là chuyện vặt sao mẹ? Mẹ ơi, mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi mẹ ạ. Mẹ cứ nói dối quanh, úp úp mở mở không thành thật với con cái. Như thế thì chỉ chuốc họa vào thân thôi mẹ ạ. Thank you.
lớn rồi mà tôi không biết. Rồi sẽ có ngày mẹ nói chuyện với con, nhưng bây giờ thì không phải lúc nhá. Nghe mẹ, con đi học đi. Vâng ạ. Alo, tôi Hiên nghe đây ạ. Dạ xin lỗi, anh nhầm máy rồi ạ. Alo. Dạ vâng, tôi là vợ anh Quang, nhưng đây là máy của tôi. Dạ, số máy của tôi là 090343. Sao ạ? Thế ạ? Lạ thế nhỉ. Alo, tôi Hiên nghe đây ạ. Xin lỗi, chị nhầm máy rồi ạ. Quái quỷ. Alo, tôi qua nghe đây. Rồi, các đồng chí cứ họp đi rồi chưa về tôi kết luận nhá. Ừ. Này, mày nói năng linh tinh cái gì thế hả? Alo, tôi qua nghe đây. Tôi hay quang chứ còn quang nào nữa. Ai cho mày dở cái giọng láo tét đi ra, hả? Toàn lời vàng ngọc của bố mà mẹ lại bảo láo tét là láo tét thế nào? Mày làm thế nào mà máy của bố mày lại lạc sang máy của tao? Con làm sao mà con biết được à? Máy của bố mẹ sao bố mẹ lại hỏi con? Bố mẹ tuy dị mộng nhưng mà vẫn đồng sàng. Mà đã đồng sàng thì đương nhiên là phải đồng sim đồng cát rồi, đúng không? Sim cát là cái gì? Úi dồi ôi, tiến sĩ mà không biết sim cát là cái gì á? Úi tôi chết rồi mẹ ơi, mẹ phải học ngay đi thôi mẹ ạ. À mà con nhớ rồi, mẹ là tiến sĩ nhưng mà là tiến sĩ văn học. Mà văn chương nước mình thì làm quái gì có sim có cát, toàn dấu chấm than chấm lửng đúng không mẹ? Đúng. Mày lợi dụng bố mẹ không biết gì về điện thoại, mày bày cái trò gì ra? Hả? Đấy nhá, thế là chính mẹ cũng phải công nhận rằng con giỏi hơn bố mẹ rồi đấy nhá. Hoan hô, thế là nhà ta có phúc lớn rồi đúng không mẹ? Ờ, phải công nhận về cái trò tháo cái thì mày giỏi thật. Mẹ ơi con bảo này, bây giờ mẹ không cần phải mất công dạy dỗ con làm gì nữa đâu. Con còn giỏi nhiều thứ khác nữa cơ. Đấy mẹ thấy không? Công việc cơ quan bố mà con giải quyết ngon lành, không cần phải học hành gì đâu, đúng không ạ? Ừ. Điện thoại đây, đưa đây. Úi trời ơi, điện thoại cơ quan bố đấy. Tao cấm mày nói bậy đi nhá. Không nói bậy đâu, để con giải quyết cho. Alo, tôi qua nghe đây. Hả, à, cái gì nói to lên? Cái gì sập? Cầu sập ấy à? Cầu sập thì các đồng chí xây cái khác. Tại sao có mỗi cái cầu sập mà các đồng chí cũng phải gọi điện? Alo. Anh à, em đây mà. Anh Quang bỏ quên điện thoại ở nhà anh ạ. À. Dạ. Thằng Hòa nó nghe máy ạ. À. Thế hả anh? Thế ạ? À? Vâng. Em hiểu ạ. Vâng ạ. Mẹ ơi, thế nào hả mẹ? Không ạ. Mày đang giết bố mày đấy con ạ. Mà cầu vừa mới xây xong, sập là sập thế nào nhỉ? Vâng. Cầu vừa mới xây xong sập là sập thế nào nhỉ? Chả hiểu ra làm sao.
này. Đưa đây. Mày làm gì đấy? Ê, không đi học suốt ngày nghe nhạc. Này, sao hôm nay mày về sớm thế hả? Kệ em. Lại trốn học hả? Chết thật thôi. Cái nhà này toàn có truyền thống trốn học. Này, tao nói cho mày biết nhá. Bố trốn học thì bố làm giám đốc, mẹ trốn học mẹ làm tiến sĩ. Tao trốn học thì tao làm thằng lêu lổng. Thế còn mày, mày mà trốn học thì liệu đời mày làm được cái gì hả em? Hả? Hả? Sao dạo này anh nói lắm thế? Thì tao vô công rồi nghề tao nói xuông. Thiên hạ bao nhiêu thằng nói xuông, tại sao mày không thắc mắc? Anh mày nói có mấy câu mà mày cũng phải kêu ca là thế nào? Nói lắm rác tai được cái gì? Thế thì đến trường mà nghe thầy cô giáo mày nói đi. Đi, khẩn trương. Sao anh không nghe lại xui em? Tao đã nói rồi, nhiệm vụ của tao là lêu lổng. Mà này, nhà này phân công nhiệm vụ rất cụ thể nhé. Mẹ có nhiệm vụ trung thủy, còn bố có nhiệm vụ hủ khóa. Còn nhiệm vụ của mày là phải học đi em ạ. Hình như ngày nào anh không nói xấu bố mẹ thì anh ăn không ngon ngủ không yên ấy. Mày rút bỏ mẹ. Bọn mình là con cái, mà đã là con cái thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ để bố mẹ dạy dỗ bọn mình cho đúng đường đúng lối. Thôi thôi, thôi em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Lui ra. Tao đang nói toàn những lời vàng ngọc ấy nhá. Mách bố mẹ đấy. Con điên. Nhà này đứa nào cũng sợ giáo dục cả. Alo. Hòa ơi. Hòa. Điện thoại. Alo. Tình hình sao rồi? À thế à? Ừ, tốt lắm. Xong việc tao thanh toán. Đảm bảo không thiếu một xu. Ơi, cái thằng này buồn cười nhỉ. Tao lấy tính mạng ra tao thề đấy. Thế thôi nhá. Bố. Hòa. Cầu cống sập thế nào bố? Tao làm cái gì mày mà mày thù tao thế hả? Bố nói gì con không hiểu. Mày không hiểu à? Mày xem đi. Bốn cái điện thoại này nó không phải là đồ chơi. Nó là công việc. Nó là quan hệ. Nó là cơ nghiệp của cả cái nhà này. Thì vẫn đủ cả đấy, có thiếu cái nào đâu. Bố cứ phải làm mầm lên. Bốn cái sim mày cất đâu rồi hả? Sim nào à? Con có biết sim siếc là cái gì đâu. Gâm đến tiến sĩ nhà mình đây còn chẳng biết sim cát là cái gì, huống hồ là cái thằng 4 năm lớp 10 như con. Mày mang ra đây. Hôm nay cầu sập tao hoàn toàn không biết gì cả. Về đến cơ quan biết tin thì không làm thế nào liên lạc được. Bố ơi, cầu sập thì đằng nào nó cũng đã sập rồi. Bây giờ bố có chỉ đạo bằng rời thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Chỉ còn mỗi một cách thôi bố ạ. Cách gì? Họp. Bố triệu tập ngay một cuộc họp và rút kinh nghiệm thật sâu sắc vào nhá. Ấy, rồi. Gì chứ họp với rút kinh nghiệm sâu sắc thì bố giỏi như thần như còn gì nữa. Ủa, thế là xong. Thôi, Hòa. Phải cho bố xin đi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mày làm thế mày giết bố không giao đấy Hòa. Hòa. Hóa ra với bố cầu sập là chuyện nhỏ. Mấy cái sim kia mới là quan trọng đúng không bố? Mày đừng có cù nhảy nữa. Mày có lấy không? Mang ra đây. Cả đời con chưa bao giờ ăn cắp của ai cái gì cả. Mà con là thằng mất dạy mà. Có ai dạy con ăn cắp đâu mà con biết. À mà bố ơi, có một cái sim của bố tự dưng lọt vào máy của mẹ đấy ạ. Biết rồi. Nhưng đấy là cái sim không quan trọng. Ba cái sim kia mới cực kỳ quan trọng kìa. Nhưng con không biết. Chịu. Hòa này, thôi bây giờ thế này nhá. Mày cho bố xin đi, bố sẽ cho mày một cái máy cực xịn nhá. Hả? Rồi bây giờ thế này nhá. Nghiêm túc nhá. Nghiêm túc, không đùa nữa nhá. Tuyệt đối không đùa. Trông cái mặt nghi lắm. Cái thằng.
Tao đùa tao làm con mày. Ấy không, ai lại nói thế? Nhưng con muốn biết chính xác tại sao ba cái sim này nó lại quan trọng đối với bố đến như thế. Bố đã nói rồi, nó là công việc, nó là quan hệ, không, nó là cơ nghiệp của cả cái nhà này. Không, 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 bố trả lời chung chung quá. Con không thích nghe những câu trả lời chung chung như thế. Này mà phải công nhận là bố trả lời kiểu chung chung giỏi thật đấy. Nhưng con muốn biết chính xác tại sao ba cái sim này đối với bố nó lại quan trọng đến thế. Bố cần lấy lại các số máy lưu trong đó. Rất đơn giản, chỉ cần một ngày là bố có tất cả. Còn nếu như bố không muốn sử dụng ba cái sim này nữa, quá đơn giản, bố cứ đóng hết tiền đi, cầm hợp đồng lên tổng đài cắt thế là xong. Hay là bố muốn thủ tiêu ba cái sim ấy nhưng kẻ khác đã nhanh tay hơn bố, đúng không ạ? Tóm lại thì mày muốn cái gì hả? Con lại đang muốn biết là bố muốn cái gì đấy. Bố định chạy tội một lần nữa? Không kịp đâu bố ạ. Bà Vân bà ấy đã về rồi. Lần này bà sẽ không buông tha cho bố nữa đâu. Mày, mày đang liên kết với con Vân để hại tao có phải không hả? Bố ơi, con không thích nghe những câu hỏi kiểu như thế. Tao là bố mày mà mày đang tâm làm như thế à? Mày có còn là con tao nữa không hả? Hoa, Hoa, mày có còn là con tao nữa không hả? Rất tiếc là không bố. Phỉ báng cả bố mẹ, trời Phật sẽ không tha cho mày đâu. Con là thằng bố láo, con là thằng mất dạy, nhưng con nói cái gì cũng có căn cứ của con. Căn cứ? Căn cứ nào? Căn cứ ở đâu? Căn cứ vào trình độ sử dụng điện thoại di động quá kém của mẹ. Tất cả các tin nhắn gửi đến đều không được xóa đi. Từ anh yêu em đến con chúng ta có khỏe không. Mà phải công nhận là máy của mẹ xịn thật. Đến hơn 200 tin nhắn mà vẫn chứa nổi thì sợ thật. Nếu vậy thì cuối cùng mày là con của ai hả? Mày là con của ai? Mày nói tao nghe nào. Mày là con ai? Con là con thủ trưởng của bố. Mới 7 tháng đã sinh con. Con so thiếu tháng hợp lý quá còn gì nữa. Thiếu tháng mà lại những 3 cân 4. Sao mình ngu thế? Sao mình ngu thế không biết? 3 năm lên 2 cấp. 3 năm lên 2 cấp mà không tốn một cái phong bì nào cả. Một điều đơn giản như vậy mình cũng không nghĩ ra. Lại cứ cho là mình tài. Tài cái con. Làm giám sát thông đồng với chủ thầu rút ruột công trình bị bắt quả tang. Bị bắt tháng trước,
thì tháng sau được điều về tổng công ty làm phó phòng, làm trưởng phòng, làm phó giám đốc, rồi làm giám đốc công ty. Lên chức vụ vụ như vậy không tốn một xu nào cả. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn chồng lên chức thì phải yêu lấy thủ trưởng. Thôi đi anh, có ai khảo đâu mà xưng. Không ai khảo thì tôi khảo. Tôi khảo tôi đã được chưa nào? Mà tôi là cái thá gì cơ chứ? Tôi chỉ là một thằng đổ vỏ. Tôi khéo đổ vỏ và người ta khéo thưởng công cho tôi. Có phải vậy không, đồng chí vợ kính mến? Cái gì đã mất thì làm sao lấy lại được? Đào bới lại chẳng được gì, có khi lại còn mất thêm. Vậy thì cô muốn cái gì? Cô muốn cái gì? Khép lại quá khứ hướng tới tương lai à? Còn mà khép lại dối trá này để mở ra dối trá khác thì có. Em luôn sống vì anh và vì các con. Thực lòng em đâu có lừa dối anh. Anh thấy đấy, từ ngày lấy anh, em một lòng một dạ theo anh. Em có tơ tưởng gì đến người ta đâu. Thì nếu thằng Hòa nó không nói ra thì cô giấu tôi đến chết chứ gì hả? Nói ra có giải quyết được gì không? Im lặng. Im lặng. Im lặng thì cô sẽ được tiếng là trung thủy. Trung thủy. Còn tôi... Thôi nào anh, anh cho em xin, anh đừng nói nữa. Thôi đi, đừng vuốt nữa. Còn cái gì đâu mà vuốt. Thích vuốt, đi tìm người ta mà vuốt. Đi đi. Hơn 20 năm qua, cô chơi trò hai mang. Vợ chồng với người này, nhân tình với người khác. Anh đừng nói nữa, em đau lòng lắm. Cô có mất cái gì đâu mà cô đau. Đằng nào cô cũng được, cô được tất. Cô không. Đau cái gì nào? Không, em chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai. Anh biết đấy, hơn 200 tin nhắn của người ta, em có trả lời bất cứ một tin nào đâu. Này, cô có biết sử dụng điện thoại di động đâu mà nhắn tin trả lời hả? Để đấy, tôi gọi điện cho cô gặp trực tiếp người ta, việc gì phải nhắn tin cho nó mất thì giờ ra. Anh Quang, anh Quang, em xin anh đừng làm như vậy. Anh Quang, mình còn nhớ dạ. Anh Quang, báo cáo thủ trưởng, bà xã nhà em nhớ thủ trưởng. Anh Quang, anh làm như vậy là tự mình cắt cầu với người ta. Từ nay đừng mong nhờ bà gì nữa. Anh có biết gia đình ta đang đứng trước chuyện gì không? Con Vân nó đang ở ngoài ngõ kia kìa. Cắt cầu? Cắt cầu hay là bắt cầu? Cầu nhân ngãi đang bắt đấy. Đi đi. Đi đi.
Này, muốn tìm cái gì đấy? Mày có thấy ai vừa lên gác không hả? Không à? Làm gì có ai đâu à? Rõ ràng tao vừa mới nhìn thấy có bóng người. Bố lại thần hồn nát thần tính rồi, làm gì có ai? Này, thế mày làm gì ở đây hả? Cái gì à? Xin lỗi, nãy giờ tôi quên. Bây giờ tôi phải gọi anh bằng cái gì cho nó xứng nhỉ? Tôi gọi anh bằng đồng chí cho chắc ăn nhé. Thôi đi bố ạ. Tại bố cứ hỏi đi hỏi lại mày là con ai, bực quá con nói thế thôi. Chứ dù sao thì con vẫn coi bố là bố của con. Bố xin lỗi, bố xin lỗi. Chẳng qua là bố thấy thiên hạ dạy con, họ toàn hỏi như thế, bố quen miệng nói leo thôi chứ có hiểu gì đâu. Bây giờ mới biết mình làm thằng đàn ông, mình mở mồm mình hỏi câu đấy là ngu, đại ngu con nhỉ. Sao bố đổi mới nhanh thế? Mới tu hết con một chai mà đã đổi mới ngay được rồi. Thì bí quá thì bố mới phải đổi mới, không còn lâu con ạ. Mà này, con vừa mới nói là con vẫn coi bố là bố của con, đúng không hả? Vâng ạ. Vinh dự quá. Bố cảm ơn. Bây giờ con trai cho bố hỏi một câu nhé. Lại mày có lấy ba cái sim của bố không chứ gì ạ? Cái thằng chỉ được cứ nói đúng thôi. Cho bố xin đi. Bố ạ, con đã nói rồi, con là thằng bố láo, thằng mất dạy, nhưng con biết việc gì đùa được và việc gì không đùa được chứ bố. Mày không lấy à? Con không lấy ạ. Con thật không? Thật ạ. Việc quan trọng như thế con không đùa đâu ạ. Chết cha, đứa nào nó lại cao thủ đến thế nhỉ? Cứ như ở trong ruột mình mà ra thế này. Không lẽ con Vân đã đột nhập vào nhà này? Nhưng làm sao nó biết được mình có 4 cái máy điện thoại? 3 cái máy kia mình nạp những số nào nhỉ? Này, Hoa! Hay là mẹ mày hả? Thế nhưng mà không lẽ mẹ mày lại hại tao à? Không bố ạ, con thấy mẹ vẫn rất yêu bố. Yêu tao? Mẹ mày vừa đẻ ra mày lại vừa yêu tao? Diệu kỳ thật đấy. Hóa ra là mẹ mày có 2 khúc. Một khúc để đẻ ra mày, còn một khúc thì để yêu tao. Thôi bố ơi, bố đừng có ca mãi cái bài ca mọc sừng ấy nữa. Bây giờ không phải là lúc bố than vãn đâu. Công an người ta đang lật lại hồ sơ kia kìa. Đấy mới là việc quan trọng bố ạ. Tao rất sợ. Tao mà tìm được 3 cái sim kia tao hủy nó đi. Coi như tao chưa hề gọi điện hay nhắn tin cho bất kỳ một ông bà tội phạm nào cả. Tao hoàn toàn vô can. Đúng rồi. Mà nếu người ta có tìm thấy tên tao ở máy của những người kia thì vô tư đi. Thế gian này ti tỉ người tên là Quang. Thế còn bà Vân thì sao ạ? Tao bịt miệng nó trong 30 giây. Vô tư. Việc đơn giản như thế, tại sao bố không làm cách đây 10 năm đi? Tao chưa kịp ra tay thì nó đã cao chạy xa bay rồi. Còn chó, tao có động đến lông chân nó đâu. Sao nó thủ tao đến thế không biết. Bố, có phải vì nhà nước đang lật lại cái vụ 200 tỷ dự án tiền cầu ma, đúng không ạ? Đúng! Và bố đã đẩy 11 đồng chí của bố ra hướng đạn. Đúng chứ bố? Đúng! Và bà Vân đã cả gan đứng ra bênh vực cho người vô tội. Điều đó cũng đúng nốt chứ bố? Cũng đúng. Thế thì tốt quá còn gì? Tốt quá. Có hại bố mày mà mày bảo tốt à? Hả? Mất dạy. Đúng quá. Tốt đây là tốt cho cái chung, nhưng lại hại cho một cái cụ thể là bố của con đây thì con không bao giờ chấp nhận cả bố ạ. Ha 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 ha.
Bố hoàn toàn nhất trí với quan điểm của mày. Bây giờ thế này, về quan điểm bố con mình đã thống nhất rồi nhá. Bây giờ chúng ta cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Bây giờ thế này hả? Nếu như con đưa lại cho bố ba cái sim kia, bố sẽ cho mày 10 triệu. 10 triệu ạ? 10 triệu. That's ok. Thank you very much. Úi dồi ôi. Này con không ngờ là bố của con lại giỏi tiếng Anh đến như thế đấy. Mày hỏi thêm câu nữa là bố tịt. Ê, bố yên tâm, con còn tịt ngay từ lúc vừa nói xong cơ. Ai thế? Hoa. Hoa Hoa. Ai thế hả? Này Hoa. Hoa. Thế này là thế nào hả? Mày liên kết với con Vân, mày hại tao phải không Hoa? Hoa. Lùi ra. Lùi ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Lùi ra. Để tao. Hòa ơi, Hòa ơi, Hòa ơi. Mày tha cho bố đi Hòa ơi. Bây giờ mày đòi tiền bố không có đâu Hòa ơi. Hòa, 200 tỷ bố chia hết rồi. Mày biết đấy, mấy cái biệt thự toàn đứng tên mày, tên con Hạnh, tên mẹ mày. Bố có cái gì đâu hả Hòa? Thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ thế này nhá Hòa, còn 3-4 cái nữa bố sẽ cho mày đứng tên nốt. Mày biết đấy, bố trọng tình nghĩa hơn là tiền vàng, bố trọng hơn là đô la. Thôi, đủ rồi. Bố ơi, có con đùa bố một tí cho nó vui mà. Đấy, bố bình tĩnh, làm gì thế? Để con giới thiệu với bố đã. Con xin trân trọng giới thiệu với bố hai thằng bạn thân nhất của con. Toàn những thằng 4 năm lớp 10 cả đấy bố ạ. Thằng, chào ông ra đi. Chào bác. Chào bác ạ. Bạn thân. Vâng. Trông mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Vâng. 4 năm lớp 10 cả. Vâng. Tốt. Bố mẹ chúng mày sẽ được nhờ. Vâng. Thôi bố ơi. Cái gì? Bố đưa cho con 10 triệu đấy. 10 triệu nào? À. 10 triệu vừa mới dắt ok rồi. Ok. Đợi bố lên ngay nhá. Bố lên ngay. À, từ từ. Không biết có đủ không? Tuần này bố ít xuống cơ sở. Lấy những cái phong bì dán kín ấy, cái loại này hở chất làm cái gì? Hoa, nhặt vào. Làm cái gì cũng phải biết chùi mép chứ. Ngu thế hả? Ngu thế hả? Đưa đây. Cái. Bán đi. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Ôi thần tài. Hòa ơi Hòa, xong vụ này tai qua nạn khỏi, bố sẽ đúc tượng mày bằng vàng, bố thờ như thờ thánh Hòa. Ôi. Bố ơi. Ôi. Chà, đại học đường phố bằng bố đại học chính quy. Việc này mang đến cơ quan bố, chúng nó họp tối ngày. Bố cứ quá lời. Con làm sao mà con giỏi bằng bố được? Bậy nào. Mày còn có 4 năm lớp 10. Bố mới có 2 tháng thôi con ạ. Ôi. Từ giờ rồi đi, đứa nào nói tao có 3 cái sim này thì tao đập cho vỡ mặt. Đừng bố. Sao thế? Hả? Nhưng bố có biết 3 cái sim này nó đã từng lọt vào tay ai chưa? Ừ thì nó lọt vào tay chúng mày chứ còn tay ai nữa. Không, chúng con chỉ có trách nhiệm mang nó về cho bố thôi. Thế thì nó lọt vào tay ai? Nó lọt vào tay ai? Cái này thì con không biết bố. Mày biết mày nói đi Hòa ơi. Thôi được rồi, bố cho mày 10 triệu nữa. That's ok. Trời ơi, con lạy bố. Con đã bảo là con có mỗi câu tiếng Anh, bây giờ bố nói mất rồi, con còn nói bằng cái gì? Thôi, được rồi, không nói tiếng Anh nữa. Hòa ơi,
bố lạy mày, bố lạy mày bao nhiêu bố cũng chi. Khổ mày nói quá, đi. Con đã bảo là con đừng làm gì nữa, không kịp nữa đâu. Sao hỏng hết rồi? Hạnh ơi Hạnh, xe chở Hạnh đi học đã lâu. Cháu không thích đi học đâu. Cháu không đi học đâu à. Hạnh, đi học đi con. Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu. Con sợ khi về đến nhà không được nhìn thấy bố nữa mẹ. Bố sẽ không làm sao đâu. Sẽ không ai bắt được bố đâu. Mẹ ơi, thì tội của bố con như thế nào à mẹ? Mẹ ơi, bán hết của cải của nhà mình đi, có đủ tiền để trả nợ cho bố không à mẹ? Đủ. Mẹ ơi, thế thì bán hết đi, rồi nhà mình về quê sống cũng được mẹ ạ. Khổ mấy con cũng chịu được. Con biết làm tất cả mọi việc rồi đấy. Thật đấy mẹ à, mẹ nhớ. Con ơi, có những cái mất đi tiền bạc không bù đắp được đâu con ạ. Thế thì phải làm như thế nào bây giờ à mẹ? Không nhẽ để bố mình vào tù à? Mẹ ơi mẹ nói đi, mẹ không yêu bố, mẹ không thương bố sao? Thôi con biết rồi, mẹ không yêu bố, mẹ không thương bố. Sao con lại nói thế? Mẹ vẫn dạy chúng con là khi lớn lên phải biết yêu thương và chung thủy với một người cơ mà. Thế mẹ nói như vậy không đúng à? Mẹ ơi, thế con là con của ai à mẹ? Con có phải là con của bố không? Mẹ nói đi. Hạnh. Mẹ. Hạnh. Nhà này đủ nhiều chuyện lắm rồi đấy. Mày đừng làm bầm mỹ thêm nữa. Mà mày là con của ai thì cũng là con của người chứ có phải con của trâu bò đâu mà cứ phải thắc mắc. Nhưng anh biết anh là con của ai? Tại sao em không được biết? Chuyện bố tao ai bỏ mẹ tội gì tao không nhận. Còn bố mày á, sắp rũ tù rồi em ạ. Im đi. Ai bảo nó cứ nói mẹ là không chung thủy. Mẹ mà không chung thủy tao với mày oẳn toàn từ lâu rồi. Được thế này là tốt đấy, mày còn muốn cái gì nữa? Thế anh là con của ai? Tao là con của bố tao. Còn mày, mày là con của chúng ta. Mà cứ cái gì của chúng ta thì đều vứt đi hết em ạ. Hoa, tại sao mày thích chọc vào nỗi đau của người khác thế hả? Ngày xưa thì là niềm sung sướng, bây giờ thì lại kêu là đau khổ. Chả hiểu ra làm sao. Chả ra làm sao cả. Đang yên đang lành, mọi việc cứ rối tung hết cả lên. Nhà cửa tiền bạc, hóa ra chẳng phải bố làm ra. Này, gớm đến bản thân tao đây này, còn chẳng phải là do bố làm ra nữa là. Nói dối hết. Con cái thì phải thành thật với bố mẹ, còn bố mẹ thì luôn nói dối với con. Hạnh, con là con của bố mẹ, không phải là con của ai khác. Không được nghe anh con nói bậy. Con không tin. Bây giờ con không tin ai hết. Con không tin ai hết. Này, dân thôi được rồi, bây giờ cả tao với mày đều là con em của nhân dân, được chưa? Mày sướng nhá. Cái nhà này sắp nát rồi, chỉ mình mày là sướng thôi. Công an thẩm vấn bố mày từ sáng đến giờ còn chưa xong, trong khi đó mày ở đây mà đùa cợt, đồ vô lương. Mẹ nói đúng quá, con đã đi làm đâu mà có lương. Thế nhưng mẹ tưởng bố phải vào tù, cái nhà này nát thì con sung sướng lắm à? Thế mẹ nghĩ là con đinh ninh một điều rằng ông bố đẻ của con, ông sẽ vồ lấy con mà cấp nhà lầu xe hơi cho con chắc. Không bao giờ đâu, ông ta chỉ tồn tại trong tin nhắn của mẹ thôi. Chỉ tội cho mẹ, chỉ tội cho mẹ là tin ông ta đến khổ sở. Còn con thì không bao giờ. Vô lương là cái gì mà mẹ cứ mang ra mà chửi con chứ. Anh ơi, mọi chuyện thế nào rồi anh? Anh tìm cái gì vậy? Có thấy cái cặp đen của tôi đâu không? Em không biết. Mày biết đâu không? Hả?
con có vào phòng làm việc của bố đâu mà con biết à? Vâng. Lên gác, tìm cho tôi nhanh lên, công an người ta đến bây giờ đấy. Vâng ạ. Bà gọi điện cho ai đấy? Dạ, một người quen à? Người quen à? Mẹ con bà từ quê ra đây. Từ ngày con gái bà chết, bố tôi mang bà về nuôi cũng là vì lẽ đó. Tự dưng bây giờ lại mọc cái người quen. Người quen ấy tên là gì? Là một người trong câu lạc bộ dưỡng sinh. Bà ta tên là Vân đúng không? Cậu nói gì? Tôi có biết ai tên là Vân đâu. Cách đây 3 ngày thì không, nhưng hôm nay thì có. Bà đang cấu kết với bà Vân định phá nát cái nhà này đúng không? Cậu nói gì tôi không hiểu. Không hiểu à? 3 cái sim của bố tôi chính bà lấy chứ không phải ai khác nhá. Tôi có biết sim xiếc gì đâu cậu. Bà không biết thì sẽ có người dạy cho bà biết. Chính con mụ Vân đã dạy bà cách thức ăn cắp sim của bố tôi đúng chưa? Cậu nói thế oan cho tôi lắm. À, bà kêu oan à? Được, đã thế thì để tôi nói cho bà biết nhé. 3 cái máy điện thoại để trong phòng làm việc của bố tôi chính bà lấy chứ không phải ai khác. Còn cái máy thứ 4 để trong phòng ngủ cùng với máy của mẹ tôi, bà cũng lấy nốt. Sau khi biết chắc chắn máy nào là máy của mẹ tôi, bà đã mang trả lại. Nhưng trong lúc vội vàng, bà đã lắp nhầm một cái sim của bố tôi vào máy của mẹ tôi, đúng chưa nào? Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Chưa hết đâu. Bà có biết tại sao tôi lấy lại được 3 cái sim ấy không? Hả? Vì con mụ Vân sau khi đã lấy hết thông tin từ 3 cái sim ấy, tự dưng lại tiếc của trời, đã bán lại cho đám bạn bè của tôi. Đấy, tất cả sự thật là như thế đấy. Bà còn kêu oan được nữa không? Làm sao phải chạy? Hả? Trước sau gì thì bà cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi ngôi nhà này. Chạy làm gì? Tôi hỏi bà một câu nữa. Cái cặp da đen của bố tôi đâu? Mang ra đây! Tôi không biết. Bà không biết à? Bà không biết à? Đưa cái cặp da đen này! Đưa đây! Hoa! Buông ra! Đấy! Bố mẹ làm phúc cho nó lắm mà! Bây giờ nuôi cò cò mổ bắt đấy! Vợ chồng tôi đối xử với chị như thế nào mà chị lại nỡ làm vậy? Chị biết rồi, sao phải hỏi tôi? Con gái chị chết vì tai nạn ô tô. Một mình chị bơ vơ không nơi nương tựa. Vợ chồng tôi đã đem chị về đây. Tiếng là người giúp việc, nhưng nhà tôi có việc gì nặng nhọc cho nó cam? Chẳng lẽ rửa bát, quét nhà là hành hạ chị à? Chị là cái giống gì mà chị ác vậy? Làm hại gia đình này chị được cái gì nào? Chị cần tiền à? Chị cần tiền. Sao chị không nói với tôi? Bao nhiêu? Bao nhiêu cho cái cặp hả? Tiền à? Tiền à? Chị lầm rồi. Nhà cửa chồng con không còn. Tôi cần tiền để làm gì chứ? Vậy thì chị cần gì? Tôi cần sự thật phải được phanh phui. Sự thật là cái gì mà đến ô xin cũng nổi phanh phui mới lạ chứ. Lái xe nào đâm chết con chị? Chị biết rồi cơ mà. Ô hay. Tôi tưởng thế thật. 10 năm nay tôi cũng tưởng thế thật. Giờ tôi mới biết không phải. Con gái tôi nó đã chết oan. Các người định thanh toán cô Vân vì cô Vân muốn vạch trần bộ mặt của các người, nhưng cô Vân may mắn thoát chết. Còn con gái tôi thì không. Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi. Nó ngoan lắm. Cứ thấy tôi ở đâu là nó chạy tới đó. Nó thấy tôi bên kia đường, mẹ ơi, mà nó mới chạy được vài bước chưa mày. Trời ơi là trời.
Tôi không ghét bỏ gì mẹ con chị đâu, nhưng việc đáng làm thì phải làm, tôi không làm thì người khác cũng làm. Cứ để yên nhắm mắt làm ngơ thì không những nhà nước mất tiền của, mà mạng người cũng khó giữ. Con tôi chết rồi còn con của người khác nữa chứ. Thảo nào cô Vân bỗng dưng bỏ chạy ra nước ngoài, hết rồi. Hết thật rồi. Chị Duyên ơi, chị Duyên ơi, tôi lạy chị, tôi lạy chị 1000 lạy. Tôi biết tôi có tội rồi, tôi lạy chị. Chị cho tôi xin lại cái cặp đen đi chị Duyên ơi. Bố, bố ơi, không kịp nữa đâu bố ạ. Không kịp nữa. Thế thì có cách nào không hả con? Không còn cách nào nữa đâu bố ơi. Công an người ta sắp đến đây rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách. Nhà mình còn có cái gì bố đem bố giấu hết đi. Đem tẩu tán hết đi bố ạ. Công an à? Dạ vâng. Tẩu tán à? Công an à? Ôi tẩu tán à? Kìa bố. Gì mà mày cứ nhắn lên thế? Bố mẹ trên gác kìa. Để em lên với bố. Mày thôi đi. Bà Duyên, bây giờ bà đang cảm thấy thế nào? Hả? Vui hay buồn? Thì tôi cũng có sung sướng gì đâu cậu. Đúng quá rồi. Làm cho gia đình người ta tan nát ra mà còn sung sướng được thì là con vật, đâu phải con người. Chẳng qua là việc chẳng đừng. Cô Duyên à, Thực ra cháu thấy cô làm như thế là phải. Trả thù cá nhân cũng đúng, mà đấu tranh cho công lý cũng phải. Cháu mà là cô á, không chặt bố cháu ra làm 3 khúc mới gọi là lạ. Từ xưa tới nay ai lại đi tha bổng cho kẻ giết người đúng không cô? Bây giờ cái gì? Anh nói ai giết người? Bố giết người á? Ôi bác ơi, bố em giết ai hả bác? Bố em giết ai hả? Mày đứng im đây để tao làm việc bà ta. Bây giờ bà ta không chịu lòi ra cái cặp da đen thì cả nhà này bốc cám mày biết chưa? Đứng im đấy. Cô Duyên ơi, thôi cậu đừng nói nữa. Tôi đã nói cái gì đâu mà cô bảo tôi đừng nói nữa. Cậu đang định dụ tôi mang cái cặp da đen ra đúng không? Đời nào tôi đưa, cậu làm như vậy chỉ vô ích thôi. Thế bây giờ bà muốn cái gì nào? Hả? Thì tôi đã nói rồi. Cái gì? Đến bây giờ mà bà vẫn cần sự thật phải được phanh phui à? Hả? Thế bà nghĩ bà phanh phui được chuyện của nhà tôi, bà đẩy được bố tôi vào tù thì đời bà tươi sáng chắc? Không bao giờ đâu. Tôi nói cho bà biết, còn 1 tỷ chuyện chưa được phanh phui kia kìa. Thì tôi chỉ biết làm tròn trách nhiệm của mình trong việc này. Còn 1 tỷ việc khác sẽ có 1 tỷ người khác làm. Cậu không phải lo. Đúng. Bà nói đúng lắm. Kẻ có tội phải đền tội, điều đó đúng quá rồi. Nhưng mà đằng này ông ấy là bố tôi. Tuy ông ấy không đẻ ra tôi, nhưng ông ấy còn tốt gấp 100, gấp 1000 lần cái thằng đẻ ra tôi ấy. Đây này, đây là cái tôi sẽ dùng để liều chết cứu bố tôi cho xong mẹ cái chữ hiếu ấy đi. Bà vì con bà thì tôi cũng sẽ vì bố tôi. Bà đưa cái cặp da đen đây. Kìa anh đừng. Kìa, cậu cất dao đi.
cha cậu dọa nạt, trấn áp, sát hại như thế là đủ rồi. Đến đời cậu thì thôi đi. Thời thế đã thay đổi, làm như vậy chỉ tổ thiệt thân, không được ích lợi gì đâu. Cậu cất dao đi. Không. Bà đưa cái cặp ra đây. Anh đây. Không được. Mày bỏ ra. Được. Bỏ ra. Con này khá. Mày khá lắm em ạ. Tao cứ tưởng là bố mẹ nhúng mày trong bơ sữa thì mày không thành người được. Nhưng hôm nay mày khá đấy. Hôm nay mày đánh được anh mày thì ngày mai mày sẽ đánh được xã hội. Như vậy là tốt quá rồi. Mày đã tự lo cho cuộc sống của mày được rồi đấy. Cần gì bố mẹ phải lo nữa. Không anh ơi, anh nhầm rồi. Em tự lo cho cuộc sống của mình được. Em tự làm chủ bản thân của mình được. Mà không cần phải ăn cắp, không cần phải lừa đảo, không cần lưu manh xảo trá, không cần súng, không cần dao, không cần gì hết. Tức là mày chỉ cần có trái tim thôi chứ gì. Nhưng tao chỉ sợ rằng mày chưa kịp phơi trái tim trong trắng của mày ra thì ngực mày đã nát bét rồi em ạ. Vậy thì anh đi đi. Cút ngay đi. Cút ra ngoài đường với những thứ bệnh hoạn của anh đi. Nhà này không cần những thứ đó. Không cần. Sống cho đàng hoàng mới khó, chứ không cần phải lưu manh xảo trá, anh hiểu chưa? Bỏ mẹ. Con này nó sắp làm sếp đến nơi rồi. Nói hay như thế mà không làm sếp thì phí quá còn gì nữa. Nhưng đấy, bây giờ mày lấy những cái đàng hoàng tử tế, những cái nghiêm ngắn ra mà đổi lấy cái cặp da đen cho bố đi. Mày làm đi. Em không cần chiếc cặp da đen. Không có cách cứu bố. Cách gì? Có cách gì không? Cách gì? Cách gì? Bố ơi, bố. Cuộc đời có cách gì không hả con? Vâng bố ơi, con có một cách này nhưng chỉ sợ bố không dùng thôi ạ. Còn nói đi, cách gì bố cũng dùng, tốn bao nhiêu bố cũng chi. Bố ơi, cách mà từ bé đến giờ, bố vẫn dạy anh em chúng con nha. Các con ơi, sống ở trên đời phải trung thực thật thà, không được ăn gian nói dối. Có lỗi thì phải nhận lỗi, đừng có quanh co mà thêm nặng tội nhớ chứ các con. Đấy. Cách của nó đấy bố ạ. Cách đấy à? Kìa bố ơi, con xin. Bây giờ chỉ còn cách đấy là duy nhất thôi bố ạ. Bố hãy nghe chúng con một lần đi bố. Bố ơi, từ bé đến giờ bố mới dạy anh em chúng con là phải biết trung thực cơ mà bố. Muộn rồi. Muộn rồi. Muộn rồi các con ạ. Quang đây, Quang đây, đúng rồi, Quang đây mà. Alo, alo, thằng chó,
Tao với mày cùng hội cùng thuyền. Khi thì tao ba mày bảy, khi thì tao bảy mày ba. Vậy mà bây giờ mày ăn trao đại bát à? Đúng rồi. Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có thể cứu được ta thôi. Chỉ có nàng. Alo. Ừ, em yêu đây à? Anh đây. Ừ, anh Quang của em đây. Ừ, anh đây mà. Ừ, Quang của em đây mà. Alo. 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 Còn đi. Tao đã cho mày cả trái tim. Tao đã cho mày một núi tiền. Vậy mà mày. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao có ghét mày như chó thì tao vẫn phải nhờ mày. Mày có khinh tao như chó thì mày vẫn phải giúp tao. Alo. Báo cáo thủ trưởng. Em là Quang ạ. À? Dạ, em là Quang. Quang chồng của... Alo. 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 Tăng đều. Tao sẽ cho cả thế giới này biết mày với vợ tao như thế nào. Mày với vợ tao như thế nào. Hay là mày đã đi trước tao rồi? Đúng rồi. Công an còn sờ gáy mày trước tao cơ mà. Mình ngu quá. Điện thoại bản đang bị phong tỏa. Ai dám liên hệ với mình chứ nhỉ? Quang đây, Quang đây. Con mày. Bỏ đi tất cả rồi. Tất cả đã bỏ tôi mà đi rồi. Vợ ơi. Con ơi. Vợ ơi. Con ơi. Có thể chứ. Chẳng lẽ tất cả đều bỏ tôi mà đi.
Lạy trời lạy Phật, lạy trời lạy Phật, hãy phù hộ độ trì cho con một lần cuối cùng này thôi. Phù hộ cho con một lần cuối cùng này thôi. Đêm biểu diễn của nhà hát kịch Hà Nội đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin thay mặt toàn thể các nghệ sĩ của nhà hát xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã có mặt trong buổi biểu diễn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.